xin chào tất cả các bạn sử dụng sketchup thì hôm nay mình làm một cái clip để giới thiệu với các bạn một cái plugin mới xuất hiện ở trong sketchup giúp cho các bạn sử dụng nền tảng ai là stable Fusion trực tiếp ở trong sketchup ví dụ như chúng ta có những cái xin chúng ta đang nghiên cứu về hình khối hết sức là đơn giản như thế này thì chúng ta cũng có thể là sử dụng ngay cái plugin về ai để chúng ta có thể là phát triển tiếp để chúng ta tạo ra những cái hình ảnh liên quan đến hình khối chúng ta như thế này để chúng ta có thể sử dụng làm nguyên liệu để chúng ta phát triển tiếp cái phương án của chúng ta thì cái plugin này thì nó mới xuất hiện và nó ở cái dạng là demo nên nó còn free và tính năng của nó thì tương đối là đơn giản dễ sử dụng đồng thời thì nó có thể chạy trực tiếp ở trên sketchup mà không yêu cầu cái cấu hình máy của bạn nó cao Cho nên đây là cái hình ảnh mình sử dụng mình demo trên một cái máy tính có cấu hình tương đối là, là thấp thì các bạn thấy là chúng ta vẫn chạy được bình thường thoải mái cái plugin đó thì nó tên là cái SketchUp up diffusion là cái plugin như thế này thì cái phần file cài của plugin thì mình sẽ để ở trong cái phần để link để tải ở trong cái phần mô tả của video thì các bạn có thể là muốn download để trải nghiệm thì các bạn có thể là À, xuống cái phần mô tả của video để các bạn à, đào về. Thì về cái cách cài của nó thì nó như mọi plugin của SketchUp khác. Khi mọi người đào về xong thì mọi người sẽ vào trong cái Extension Manager của mọi người và sau đó thì mọi người sẽ chọn là Install, uh, Install Extension và mọi người sẽ chọn cái file .rbz của nó để mọi người uh, cài. Cài xong thì khi mọi người sử dụng nó, ví dụ như ở đây chúng ta có một cái hình khối thô cơ bản như thế này thì mọi người chỉ việc là vào trong cái phần extension và chúng ta vào trong cái menu sketchup diffusion này và chúng ta sẽ chọn là sketchup diffusion thì khi mà mọi người mở lên như này thì khi mà mọi người mở lên thì nó sẽ lấy luôn cái cảnh cái scene của mọi người đang ở trên nói chung là màn hình của mọi người đang xoay ở góc nào thì nó sẽ xoay như thế ví dụ mọi người à, xoay ở cái góc này thì ở trên cái này nó sẽ xoay ở cái góc này mọi người xoay đây thì xoay vào đây chẳng hạn như thế à, thì khi mọi người cả lên thì nó sẽ đồng bộ hóa cái cảnh cho nên là nếu như mọi người muốn nghiên cứu cái hình khối cố định thì mọi người nên tạo một cái xin à, cố định ở trong Sketchup sau đó thì à, mọi người sẽ đưa một cái à, cái câu Chrome hay còn gọi là cái mô tả của công trình của mọi người vào ví dụ như là mọi người đưa cái Chrome à, dạng đơn giản như này mình đưa một Chrome đơn giản như này sau đó thì ở trong cái phần setting nếu như mà mọi người đang còn còn muốn là phát triển từ đây khối thô mọi người muốn phát triển cái chi tiết nó nhiều hơn thì mọi người sẽ giảm cái chỉ số mà bám theo cái mô hình nó gọi là respect mô độ geometry nó không thì chúng ta có thể cho nó xuống đâu đó khoảng tầm 0.6 còn nếu như mà mô hình mọi người nó tương đối chi tiết rồi thì mình nghĩ là cái chỉ số này mọi người cao lên thì nó sẽ hợp lý hơn Kế à, đến đó là mọi người sẽ vào trong cái phần Chrome influence, uh, influence này à, Thì cái này là cái chỉ số mà uhm, Đi theo cái mô tả của mọi người nhiều hay ít Thì mọi người thích đi theo cái mô tả nhiều thì mọi người đẩy cái số lên, lên Mọi người muốn nhẹ nhẹ thôi thì mọi người đẩy xuống Ở à, dưới phần Style thì hiện nay còn tương đối đơn giản Nó có ba cái Style Style hình thực uh, Style theo cái kiểu là hình uh, phát thảo Và uh, Style theo cái kiểu là hình uh, Over Saturation Tức là tăng cái độ cháy sáng một tí thì ở đây mình sẽ thử cái cái style kiểu bình thường nha và kế đến thì chúng ta sẽ bấm generate sau khi mọi người generate xong thì nó chúng ta chỉ cần chờ đâu đó khoảng tầm 30 giây một phút thôi thì nó sẽ ra cái phương án cho chúng ta bên dưới à, thì cái phương án của mọi người ở đây nó sẽ có những cái phương án kiểu kiểu như thế này à, nếu như mà nó bị lẫn lộn giữa cái câu chuyện là ngoại thất và và nội thất thì như trong trường hợp này nó đang lẫn lộn với câu chuyện ngoại thất và nội thất thì mọi người lưu ý là mọi người có thể là tinh chỉnh ở hai thứ à, thứ nhất là mọi người có thể là cho một cái chữ là str bên ngoài ở, ở trên cái câu lệnh của mọi người ví dụ như ở đây mình sẽ cho thêm cái chữ str ha cái thứ hai là mọi người có thể tăng cái chỉ số respect model geometry tức là tăng cái chỉ số bám sát hay mô hình lên ví dụ như ở đây mình lại tăng lên đâu đó khoảng tầm khoảng chín À, và cái đến thì chúng ta sẽ bấm generate lại à. và bản chất của cái này nó là AI cho nên là cứ mỗi lần generate nó sẽ ra một cái phương án ngẫu nhiên khác nhau tùy theo dữ liệu đầu vào của các bạn là à, cái này à, cái mô hình hay là cái câu lệnh này kia thì mọi người thấy là khi mà mình đã đưa hai cái đó vào rồi thì mình sẽ có được cái à, hai cái hình nó dạng như thế này à. thì sau khi mà có như thế này rồi á thì nó lại có thêm một cái nữa khá là hay đó là ví dụ như mọi người ưng ý cái này thì mọi người có thể là bấm vào cái nút add ở ở đây, đó. thì nó sẽ tạo ra một cái xin đồng bộ hóa giữa uh, mô hình sketchup của mọi người với lại cái ảnh nó vừa mới tạo ra. cái này là một cái hình thức mà giống như cái tính năng match photo để mọi người có thể là vẽ uh, hình khối theo cái điểm tụ phối cảnh của công trình cho trước ở uh, trong sketchup vậy đây thì làm luôn cho các bạn. nếu như các bạn tiếc thương cả hai cái luôn, thì các bạn lại lấy cái hình này các bạn lại chuyển sang hình này các bạn cũng ạ thêm một xin nữa như vậy thì các bạn sẽ có là à, hai xin ở trong cái à, cái mô hình của các bạn đây một xin là theo cái thông tin này và một xin là à, theo cái thông tin này thì à, đây chính là cái mô hình của các bạn đã được đồng bộ hóa với lại cái hình còn đây là mô hình gốc của chúng ta như thế này Đó. thì trong cái mô hình này thì đến cái bước này thì mọi người có thể là tiếp tục là sử dụng cái hình này để mọi người tiếp tục là phát triển tiếp cái phương án của mọi người. nếu như mọi người cảm thấy là cái phương án này nó có nhiều cái chi tiết nó thú vị thì mọi người có thể là sử dụng để mọi người model tiếp ngay ở trên cái góc cái góc nhìn như này luôn. Ví dụ như ở, ở đây thì chúng ta có một cái khung cửa đúng không? thì chúng ta sẽ lại tiếp tục là chúng ta dùng các cái công cụ model cơ bản, mọi người sẽ model tiếp cái khung cửa rồi mọi người lại tiếp tục là push vào đẩy ra, chẳng hạn như thế hoặc là ở cái chỗ này nó nó có một cái bộ cửa thì mọi người cũng có thể là tiếp tục chỉnh sửa ở trên cái phương án này phát triển tiếp cái trên cái phương án trên góc nhìn này thế là khi mọi người quay quay cái xin của mọi người đi thì mọi người sẽ có được một cái xin nó uh, sạch sẽ như này chỉ khi nào mọi người quay ngược lại đây thì chúng ta mới cái sự đồng bộ hóa nó mới quay ngược lại để mọi người thể quan sát chỉnh sửa tiếp à, khá là tiện khá là hay đúng không? Uh, cái uh, một cái kế tiếp nữa uh, nó cũng có thể hoạt động được uh, khá là ổn với lại cái mô đồ uh, nội thất ví dụ như đây một cái nội thất mọi người cũng chỉ cần dựng một cái không gian phòng hết sức là đơn giản và sau đó thì mọi người sẽ vào trong extension uh, sketchup diffusion sketchup diffusion ở đây sau đó thì chúng ta sẽ đưa cái chúng ta đưa cái uh, pro của chúng ta vào ví dụ như mình cũng có sửa soạn sẵn một cái Chrome này cho đỡ tốn thời gian của mọi người ha cũng mô tả cơ bản về cái phòng như thế nào có những thiết bị gì rồi màu sắc cơ bản thôi à, trong cái phần setting thì mình vẫn thế nếu như mọi người thích thì mọi người có thể cho cái Chrome influence nó cao lên đúng không? và trong cái phần style thì chúng ta cũng lựa chọn style thực tế và người ta bấm generate và cũng chờ đâu đó khoảng tầm 30 giây một phút thôi thì à, mọi người sẽ có những cái phương án mà để để tham khảo Ví dụ như này chúng ta có những cái phương án này để chúng ta có thể phát triển tiếp cái 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 nhưng mà cái trong cái inter này á, thì kêu mọi người add sin nhé thì nó sẽ bị um, nó sẽ bị lệch góc nhìn đi một chút so với lại cái cái hình gốc này thì khi mà mọi người là cái góc nhìn như thế này á thì cái nguyên nhân ở đó là do ông ta khi chúng ta đặt những góc nhìn trong nội thất thì thường chúng ta chỉnh cái uh, góc nhìn của camera nó uh, nó rộng rãi hơn đồng thời nó biến tính nhiều hơn. Uh, cho đó thì nếu như mà mọi người đã xin như thế này và mọi người muốn chỉnh sửa tiếp hoặc là tận dụng hoặc là tạo những cái xin mà giống như kiểu bên ngoại thất thì mọi người chỉ cần vào trong cái công cụ mass photo của SketchUp và mọi người chỉnh lại một chút uh, cho các cái điểm tụ và các chi tiết này nó khớp với nhau là là ok thì đây là cái tính năng À, của uh, bên uh, bên thuần túy sketchup thì các bạn sử dụng sketchup thì các bạn cũng đã nắm được cái tình hình này rồi uh, đây là cái phần mà minh họa dành cho nội thất uh, ngoài ra thì nó còn uh, trong cái plugin này thì nó còn một cái uh, tính năng mình thấy nó cũng khá là thú vị đó là chúng ta vào trong extension sketchup diffusion này chúng ta có một cái gọi là sketchup diffusion mà dành cho cái phần uh, tester dành cho phần tester. tí vị như mọi người à, muốn à, một cái tester là à, old brick chẳng hạn như thế ha. Và chúng ta bấm à, ở đây thì chúng ta sẽ bấm là setting và trong phần setting thì chúng ta cũng có chọn được cái resolution tức là cái độ phân giải của nó, không? và trong cái phần style thì nó chỉ có một style duy nhất ở trong cái chế độ tạo tester này. Chúng ta sẽ bấm generate ha. Thì à, chúng ta cũng chờ một tí thôi cũng không có nhiều đâu các bạn cái phần và sau khi mà làm như thế xong thì nó tạo ra được cho chúng ta cái tester như này và cái với cái tester này thì mọi người có thể là cộng vào trong cái phần à, tester à, của cái khung cái chip để chúng ta có thể lấy chúng ta làm làm cái phần à, vật liệu à, để chúng ta có thể là thay đổi cái vật liệu cho cái phần à, công trình này hoặc là lấy cái tester này hoặc là mọi người có thể thử một cái tester khác thôi ví dụ như là à, thay ha generate để tốc độ xử lý của nó cũng tương đối là là nhanh thì mọi người thấy là chúng ta rất là nhanh chúng ta có những cái tester này để chúng ta có thể là sử dụng luôn à, vào đưa vào trong cái phần tester của vật liệu hoặc là mọi người có thể đưa vào share nó ra để mọi người có thể lưu lại ở trong cái ổ cứng mọi người thành một cái map À, khá là tiện à, và hiện nay thì cái phần mềm này thì nó à, còn open à, free nên chúng ta cũng có thể là tranh thủ chúng ta trải nghiệm những cái tính năng của nó sử dụng cho công việc của à, các bạn làm sao cho nó hiệu quả nhất nhé à, clip của mình xin phép được kết thúc ở đây hy vọng những cái chia sẻ của mình ở đây sẽ giúp cho cái công việc của bạn nó thuận tiện hơn nó tốt hơn à, với các cái phần mềm và các cái nền tảng AI à, càng ngày càng xuất hiện càng nhiều À, nhớ theo dõi cái kênh của mình để chúng ta có thể cập nhật được những cái công cụ và những cái phần mềm những cái tính năng mới nhất để áp dụng cho công việc nha. Xin chào và hẹn gặp lại.